Em sợ tất cả mọi người. Em không tin vào ai nữa. Đúng rồi. Em sợ tất cả mọi người. Em không tin vào ai nữa. Em quen được bao nhiêu người rồi mà em nói em không tin vào ai? Nếu như mối tình chính thức tầm khoảng như vậy thôi anh, còn mà kiểu như nhắn tin mà cái kiểu như mà tán tỉnh em đồ này kia thì em không có. Tự dưng mình đâu có tìm hiểu được quá nhiều người đâu mà mình tự gò ép bản thân mình như vậy Nam. Nếu như có một cái gì đó nó làm cho em cảm thấy là vui thật sự thì em sẽ đeo đuổi theo cái đó. Nhưng mà thật sự tới thời điểm hiện tại không có cái gì làm cho em cảm thấy là em thật sự hạnh phúc. Em chỉ tạo một vỏ bọc, tạo sự cô độc cho mình. Ai đến gần em vậy em sẽ sụ lông với họ, để cho mọi người có thể là thấy em ừ thằng này nó gì nè, nó không tốt, nó kiểu như nè. Để ta đứng gần gũi em đúng, đúng không? Rồi, đúng Nam. Rồi. Em có thể kể câu chuyện của tuổi thơ của em không? Bây giờ là ngay từ lúc mà em nhận thức được á, là em đã sống trong những cái chặn đòn của ba. Ba em á, thường đi nhậu say. Khi mà ba em xỉn rồi á, về á, thường đánh đập hành hạ em với mẹ em á. Bị đánh xong rồi chạy trốn á, lên nội hoặc là trốn những chỗ nào đó rồi ba em đi kiếm. Và qua ngày hôm sau lúc mà tỉnh rượu xong á, rồi em với mẹ em thì mới dám về nhà. Mà mỗi lần ba em nhậu là đánh đúng em. Mỗi lần đều như vậy hết. Thì cái kiểu như em cũng bị ám ảnh á, mỗi lần ba em nhậu gì em thấp thỏm em lo âu lắm. Nó cứ qua dần biết rồi mình cảm thấy nó quen dần luôn. Cho tới khi mà em lên lúc mà trung học cơ sở thì ba em không có vợ bé. Dạ. Là không có cái tật này có cái tật khác. Đúng rồi, không có cái tật này thì có cái tật khác. Bằng sao em phát hiện được? Tình cờ là mẹ em chia sẻ với em thôi. Ba em như vậy, với lại cái em nhìn lúc đó thì cái kiểu như mình cũng đã lớn một tí xíu rồi. Mình cũng biết được nhìn ba mẹ mình không ngủ chung trong vòng suốt 3-4 năm trời khi mà ba mẹ em ly hôn luôn á. Lên lớp 6 thì em vẫn đi học bình thường. Nhà mình nghèo nè, ba mẹ mình lại không được hạnh phúc nữa. Cho nên là em dồn hết tất cả mọi thứ vô cho công việc học hành của em. Rồi trong cái tuổi thơ đó thì em có nhớ giai đoạn nào em phát hiện ra giới tính của mình không? Tới sau này lên lớp 10, lên phổ thông em mới biết được. Tại vì năm lớp 6 lúc còn đi học em kiểu như em cũng có thích một cái bạn nữ. Mà bạn nữ đó bạn học lớp 9, bạn lớn hơn em tới 3 lớp lận. Nhưng hai đứa vẫn đi chơi với nhau, chở đi ăn kem, đi uống nước. Rồi cũng chia sẻ về chuyện gia đình của em cho bạn đó nghe. Cũng thích. Rồi sau đó bạn ấy lên lớp 10 rồi em với bạn ấy cũng chia tay. Rồi sao chia tay vậy em? Cái mối tình thời con nít đó anh, sau đó bạn ấy vẫn lên lớp 10 rồi á, cái bạn không có liên lạc với em luôn. Chắc thấy em còn trẻ trâu quá. Thì đi học sinh nó hay thoát qua vậy đó. Kiểu vậy. Lúc người ta trưởng thành rồi người ta thấy em chắc thấy em nhỏ quá. Chứ tình cảm á thì kiểu như em không có đặt quá quan trọng, em chỉ đặt vô việc học và tham gia cái phong trào là nhiều thôi. Rồi Nam nói đến lớp 10 là Nam phát hiện bản thân mình là ai. Thì cái gì xảy ra làm cho Nam nhận ra? Năm lớp 10 thì em xảy ra một cái biến cố. Đó là ba mẹ em bắt đầu là ly hôn nhưng mà em không có chịu được nữa. Với lại giai đoạn đó thì em cũng đã lớn rồi, đủ nhận thức để mà chịu đựng được cái cú sốc đó. Trước đó thì vẫn cãi nhau, ba em vẫn kiếm chuyện, đuổi mẹ con em đi ra khỏi nhà. Nên là mẹ em mới quyết định là kêu ông ngoại em đồ vô, rồi gia đình hai bên nội ngoại rồi nói chuyện với nhau. Rồi sau đó thì em với mẹ em ra dọn ra, hai mẹ con em không lấy gì hết trơn á, để nhà cho ba luôn. Nhưng mà cho chị hỏi cái nhà đó là của ai? Cái nhà đó là của chung, ba mẹ làm, rồi ba mẹ cắt góp á. Rồi khi mà hai mẹ con ra ở ngoài, ban đầu khó khăn nhiều lắm Nam ha? Khó khăn nhiều lắm anh, kiểu mẹ em cũng kiểu làm nông á, ca cứu gì làm đó. Nhưng mà nhà trọ dưới quê thì nó rẻ lắm, nó có 300.000 tháng à. Nhưng mà thì từ năm lớp 8 á, là em cũng bắt đầu là đi làm thêm. Thì em cũng có xin làm phục vụ bưng bê nước để mà kiếm thêm, để mà trang trải cho việc học của em á. Rồi khi mà em đi làm quán cà phê á, thì em sẽ tiếp xúc được với nhiều người hơn. Dạ. Thì nó có đem đến cho em cái cơ duyên gặp gỡ ai không? Giai đoạn đó em bị stress rất là nhiều, bị trầm cảm. Em ít nói chuyện với mọi người, kiểu như làm mà cái mặt nó cứ buồn buồn như hoài vậy đó. Em gặp một anh đó lớn hơn em hơn con giáp. Cái kiểu như ban đầu là chỉ là anh em với nhau thôi, tại vì tìm hiểu thì anh cũng có vợ rồi. Và cái kiểu như là vợ anh vừa mới sinh con luôn. Là mình không có nghĩ cái vấn đề gì sâu xa hết trơn á. Rồi anh thấy em buồn rồi, cái kiểu như tiếp xúc rồi anh em xin số điện thoại liên lạc với nhau, nhắn tin qua lại. Từ từ cái anh rủ em đi cà phê, đi chơi, đi này đi kia. Rồi sau đó rồi thích nhau hồi nào em không hay. Em có phải là người con trai đầu tiên mà anh ấy quen không? Cái đó thì con trai đầu tiên hay không thì em cũng không có hỏi. Nhưng mà em là ảnh là người đầu tiên của em. Nhưng mà anh có nói vì sao mà anh đã có vợ có con rồi mà anh vẫn quyết định dành tình cảm cho em không? Em không biết cái đó là
tình thương hại hay là thương giữa những người đồng giới hay là thương hại em cũng không biết. Tại vì lúc đó em kiểu như em đang khó khăn với lại em đang trầm cảm. Em bị trầm cảm đến nỗi mà em tự hành hạ bản thân em luôn á anh. Rồi xong rồi anh ấy cản lại, anh ấy ôm em này kia rồi xong rồi hai người hung nhau. Nhưng mà nó không có quá giới hạn. Nó không quá sâu đậm đúng không? Dạ. Nhưng mà khi em có tình cảm với một người có gia đình rồi, em có lo sợ nhiều không? Trong giai đoạn quen đó em rất là dằn vặt. Em biết là mình thương, mình có tình cảm. Em bị cắn rứt vì giống kiểu mình phá hoại đúng không? Đúng rồi. Tại vì em nghĩ như thế này nè, người ta đã phá hoại gia đình mình rồi, đã làm cho em với mẹ em phải như vậy rồi, thì mình làm như vậy thì tội quá. Sau đó thì em muốn kết thúc và em chạy trốn, em chạy lên Sài Gòn, em bỏ học một năm, em đi làm thêm, em làm bất cứ cái gì để mà có tiền. Em phải bỏ đi một năm trời để mà để trốn tránh cái đúng rồi đó. Gọi là để trốn tránh nó. Em không liên lạc với ai luôn, mà lúc đó em không xin tiền mẹ em luôn. Mẹ ơi, bây giờ thấy nhà mình nghèo quá, gia đình mình bây giờ khó khăn quá à, thôi cho con đi làm một thời gian đi, kiếm ít tiền về xây sở. Xong rồi em mới mượn bạn em 1 triệu là em lên Sài Gòn em mở. Rồi khi mà em nhận ra là mình có tình cảm với con trai á, ở trong người của em á, có bị đấu tranh chưa? Cái ngay từ đầu thì em có cái sự quan điểm như vậy rồi nè, không nghĩ là mình thương con trai hay thương con gái, có nghĩa là mình có cảm xúc với người nào đó thì mình sẽ quen người đó thôi. Em cũng không quan trọng việc quá là mình quen con trai hay con gái, quan trọng là cảm xúc của mình. Lúc đấy xung quanh em ngoài anh đấy ra thì có ai biết về giới tính của em không? Hình như là không anh, kiểu như em ít tiếp xúc với bạn bè hay là em ít nói chuyện với ai lắm. Tại sao em vậy? Do một phần là gia đình, một phần là hoàn cảnh, em kiểu như nó tạo nên cái tâm lý của em nó như vậy. Em đề phòng với tất cả mọi người. Khi mà em bỏ lên Sài Gòn á, thì anh đó có níu kéo không? Em không liên lạc luôn anh, em tắt liên lạc hết tất cả mọi thứ. Mà lúc đó là em đi làm thì kiểu như xin vô một cái xí nghiệp lương rất là thấp. Vừa làm vừa học? Không học luôn, làm đi làm kiếm tiền. Trên đó, lúc đó là em đang học lớp 10, xong lớp 10 và đang vô lớp 11 và em bỏ học ngang luôn. Sau cái chuyện tình cảm đấy thì cái chuyện tình cảm tiếp theo của em nó có sán lạn hơn không? Qua một năm sau á thì em vẫn đi học lại bình thường. Có con nhỏ bạn học chung lớp 10 với em là nó đã biết em rồi, thì cái kiểu như hai đứa thân với nhau, câu chuyện gì nó cũng kể cho em nghe và em có chuyện gì cũng kể với nhau. Nhưng mà một điều là nó là lép, mà hai đứa đi với nhau á toàn là mặc đồ cặp với nhau, mà cái kiểu như trong trường á ai cũng đồn em với bạn đấy quen nhau hết trơn á. Đã lý ra là em có mời bạn ấy lên tham gia chung với em, nhưng mà hiện tại bạn ấy kiểu như đang học với Cần Thơ và vừa mới ra trường, cái kiểu vừa mới đi làm á, với lại tình hình đang dịch bệnh rất là căng cho nên là không có tiện đi lại được. Mối tình thứ hai thì kiểu như cũng quen xa thôi, là anh của bạn đó. Anh ruột? Không, cái kiểu anh, cái kiểu như bạn đó cho Zalo á làm quen rồi nhắn tin qua lại với nhau, nhưng mà cái lúc đó là anh bạn đó đang học ở Sài Gòn á, hai đứa không có gặp nhau được. Có dịp thì anh đó về rồi hẹn ra ngoài cà phê nói chuyện với nhau, rồi cho đến khi em học xong 12 luôn, lúc lên Sài Gòn lại để mà đi làm á, tại vì em quyết định là em không đi học nữa, rồi nhờ anh đó giúp đỡ này kia, hai đứa cũng kiểu như là sống chung với nhau á, rồi từ từ rồi cũng được 3 năm. Hai bọn em quen nhau được 3 năm. Dạ. Mình chia tay là do những cái cãi vã xung đột ở trong cuộc sống hay là do người thứ ba? Thì sống chung với nhau rồi á, thì mọi cái con người của nhau thì mình show ra hết đúng không? Em nghĩ là do hai đứa khi mà sống chung một thời gian khá là dài á, rồi hiểu nhận ra nhau và cảm thấy hai đứa không phù hợp với nhau, nên là hai đứa mới tự động là làm bạn với nhau, không có kiểu như là quen nữa, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì vẫn nói chuyện qua lại với nhau. Vậy là mình chỉ là khác biệt và mình quyết định chia tay trong ôn hòa thôi. Đúng rồi, chia tay trong bạn bè, chia tay trong im đẹp. Nhưng mà em chia tay em có buồn không? Chia tay xong em cũng buồn chị, tại vì cái trong 3 năm đó có nghĩa rất là nhiều kỷ niệm với nhau luôn, anh ấy cũng đã giúp đỡ em rất là nhiều. Nhưng mà có một điều đó là trong suốt thời gian em quen người yêu, em không bao giờ tổ chức sinh nhật cho em hay là bắt người yêu tổ chức sinh nhật cho em. Sao em làm? Em không biết tại sao cho đến thời điểm hiện tại sinh nhật của em vừa qua em vẫn thích ở một mình. Là do em hả Nam? Em muốn gọi là tạo cho mình một cái sự cô độc á. Chắc là do tuổi cái quá khứ của em hay là do cái tuổi thơ của em á, nên là không có ai làm cho em cái kiểu như happy, mà happy cái kiểu như là lên cao được. Em chỉ có cái sự cô độc, chỉ có cái sự cô đơn mới làm cho em có động lực
để mà tiếp tục bước và phát triển và phấn đấu cho con đường mà tương lai đi kiếm tiền nuôi mẹ em. Là như vậy cho anh hỏi thử có phải không nhé? Là trong cái ngày mà nhẽ ra phải vui nhất thì em lại chọn cái cách cô độc nhất. Đúng, chính xác. Chỉ có cái sự cô độc, chỉ có cái sự cô đơn mới làm cho em có động lực. Để em đối mặt với cái nỗi buồn đó và em xem nó như là một thử thách để em có thể mạnh mẽ hơn. Em có nghĩ điều đấy đúng không? Em không biết nó đúng không, nhưng mà cái cảm xúc với lại cái thói quen với lại cái con tim của em nó mách bảo em như vậy. Còn lý trí của em nó nói như thế nào? Em không biết lý trí của em thế nào nữa. Nhưng mà em thật sự là em rất là muốn ở một mình. Với lại em cũng có suy nghĩ như thế này nè. Một người thương mình nhiều quá, không biết có thể đi với mình cả đời hay không. Trong chuyện tình cảm của trong cái không phải là em nói chung, nhưng mà trong giới này cái kiểu như nó hạnh phúc lâu dài á, thì nó mong manh quá. Tại vì em đã trải qua nhiều cái rồi, không giữ được. Cho anh quay về cái sinh nhật của Nam, có bao giờ em tổ chức chưa? Dạ em chưa bao giờ mà em. Nếu chưa từng thử thì làm sao em biết được nó như thế nào nè? Có những năm có mấy bạn kiểu như thương em á anh, tổ chức bất ngờ cho em á, nhưng mà em cũng không cảm thấy vui. Người yêu của em có tổ chức cho em bao giờ chưa? Em nhớ có một lần cái anh mà em quen 3 năm á, là anh biết ngày tổ chức sinh nhật của em, anh có mời bạn bè lại để mà cái kiểu như dắt em đi ăn đồ này kia rồi mua bánh kem á, nhưng mà cái kiểu như em cũng không có. Em có hốt happy tại vì em quen với cái việc đó hay sao, em thích ở một mình hơn. Kết thúc cái buổi tiệc đó thì em cũng xin về sớm rồi, em cũng thích đi đâu đó một mình. Không gió. Cho anh hỏi được cái này luôn nha. Anh hỏi hơi sâu này chút xíu. Là lúc đấy em thật sự thấy không vui hay là tự em muốn tạo cái rào cản cho mình đối với mọi người? Em thích một mình hơn. Anh hy vọng nha, sau cái buổi nói chuyện này em cởi mở hơn một chút xíu, đừng có giữ cái suy nghĩ đó ở trong đầu. Tại vì anh nghĩ như vậy nè, cuộc sống á, nó hạnh phúc nhất là lúc nào Nam biết không? Lúc mà mình được chia sẻ. Ví dụ như cái anh với chị Chi thôi, ăn cái gì đó ngon, chị Chi kêu là Tuân ăn thử cái đấy đi, ngon lắm. Chị thấy anh ăn ngon, chị rất là vui. Nên nếu mà người ta tổ chức sinh nhật cho em mà người ta thấy em thoải mái, em hạnh phúc thì người ta cũng rất là hạnh phúc. Và hai người đều hạnh phúc thì cái giây phút đó nó mới hạnh phúc được. Còn tự em tạo cái rào cản là em muốn thì em không thể nào tận hưởng được cái giây phút đó. Em cứ sợ nhiều thứ làm khó cái hạnh phúc đó. Em thoải mái đi cưng. Anh nói em nghe nha, ngay cả nam nữ cũng chắc sống với nhau được cả đời, đâu ai chắc chắn được điều đó đâu. Nên tại sao em cứ phải nói là ở trong giới của mình hay là giới ngoài kia nó như thế nào? Tự dưng em suy nghĩ nhiều quá, đâm ra em không tận hưởng được cái hiện tại của em. Em suy nghĩ quá nhiều nó sẽ rất là áp lực. Gặp cái gì cũng sợ, quen ai cũng sợ, cứ suy nghĩ sâu xa quá. Anh nghĩ là thế giới này có rất nhiều điều thú vị. Và nếu tự em gói gọn em trong một cái lồng á thì em sẽ không biết được ở ngoài kia có gì. Dạ. Rồi sau cái mối tình đó chia tay buồn bã rồi thì mối tình tiếp theo. Cái kiểu như mình quen trước giờ mình quen lớn tuổi mà để mà chia sẻ để mà với mình á, nhưng mà thời điểm hiện tại thì em quen một bạn bằng tuổi em. Dạ, bạn ấy làm tóc, hai đứa quen nhau trên Facebook. Cái bạn đó hay like hình của em á, rồi cũng qua nói chuyện qua lại, rồi xong rồi em qua bạn đó làm tóc. Giai đoạn mà chia tay bồ á là em ở một mình. Kiểu như buồn mà đi làm về xong thì một mình dạo, rồi sau đó thì bạn cứ rủ em đi cà phê thì cà phê ngồi nói chuyện thôi. Thì bạn cứ hỏi em sao mà thấy em mà lúc nào mặt cũng ngầu ngầu hết trơn vậy, bộ tạo cái vẻ bad boy hay gì lạnh lùng quá vậy. Thì em mới nói cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Cái đợt đó là em nhớ là nó kêu em á, đề nghị á qua ngủ chung với nó đi. Rồi xong rồi đến với nhau luôn. Lúc đầu á thì hôn nhau rồi cũng đó, lúc đó em cũng lớn rồi. Cái là lần đầu tiên luôn hả? Lần đầu tiên của em là anh 3 năm. Rồi khi mà em với bạn đấy tình cảm tiến triển rồi thì gia đình của bạn em có biết không? Đó là câu chuyện để mà em không ao với mẹ em, nói với mẹ em luôn á. Là như thế này, xong hai mối tình trước thì em cũng có rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân của em rồi. Và em rất là thương bạn đó luôn, em nghĩ bạn đó sẽ là người cuối cùng của em. Bởi vì em xăm tên bạn đó lên tai của em luôn. Em cũng nghĩ thoáng nhanh chứ em nghĩ là thì cũng sẽ yêu một người hết mình đi, rồi mình sao cũng được hết trơn á, bỏ qua cái rào cản nhanh. Em đã từng có cái suy nghĩ như anh đề nghị với em. Hai đứa quen nhau cũng được 4-5 tháng rồi. Sắp tới cái dịp Tết là bạn đó ở Sài Gòn, nhà bạn đó ở quận 7, còn em thì em ở quê, thì Tết thì em phải về quê. Nhà em nhớ cái đó là ngay cái mùng 2 Tết, em nói với mẹ em là mẹ ơi, lỡ con thích con trai thì sao? Thì mẹ bắt cười, rồi bà nói với em gì nè, hồi lúc mà em còn nhỏ mà em chưa biết gì mà ẩm đi chợ á, hay mà chụp vô mấy cái bộ đồ bông á chị Chi, mấy bộ đồ bông mà mấy bộ đồ bộ á, chụp chụp vậy đó,
Rồi bà nói một câu nữa, bây giờ đẻ mày ra rồi tớ cũng hiểu xương xương, hiểu sơ sơ tính của mày rồi. Mẹ cũng không hạnh phúc, thì bây giờ con sao con hạnh phúc là được. Thì xong rồi em mới mời bạn đó về quê em chơi. Em cũng xả được nhiều cái khúc mắc ở trong lòng với lại mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng rồi quen nhau một thời gian, em có một cái linh cảm rất là hay. Em thử tải Blue về, thì em quét, thì em thấy bạn đó trên Blue. Và em có tạo một cái nick giả mà không có để mặt mình. Em thử thôi, cái kiểu như mình làm một phép thử vậy đó, chào hỏi qua lại với nhau, rồi làm quen được không. Mình tìm như vậy đó, bạn có tìm giống mình không, rồi hẹn nhau ở khách sạn. Và bạn nói ok, bạn kêu cho địa chỉ đi. Em chụp cái màn hình tin nhắn lại, rồi xong rồi em gửi qua cho bạn đó. Rồi em quyết định kết thúc. Em đã hết lòng với người ta rồi thì em không thích ai lừa dối em. Em gửi qua bạn đó có nói gì không? Em gửi qua xong rồi em chặn bạn đó một thời gian luôn. Em chặn Facebook, em chặn Zalo luôn. Nhưng mà giai đoạn đó em rất là buồn nha. Cái kiểu như là mình suy sụp hoàn toàn luôn á. Mình không ngờ mọi thứ lại trở nên như vậy. Cho đến thời điểm hiện tại mới có em hiện tại. Là em quyết định phải tự bảo vệ mình khỏi những người xung quanh. Đúng rồi. Em sợ tất cả mọi người. Em không tin vào ai nữa. Đúng rồi. Em sợ tất cả mọi người. Em không tin vào ai nữa. Em quen được bao nhiêu người rồi mà em nói em không tin vào ai? Nếu như mối tình chính thức tầm khoảng như vậy thôi anh. Còn mà kiểu như nhắn tin mà cái kiểu như mà tán tỉnh em đồ này kia thì em không có. Tự dưng mình đâu có tìm hiểu được quá nhiều người đâu mà mình tự gò ép bản thân mình như vậy nào. Nếu như có một cái gì đó nó làm cho em cảm thấy là vui thật sự thì em sẽ đeo đuổi theo cái đó. Nhưng mà thật sự tới thời điểm hiện tại không có cái gì làm cho em cảm thấy là em thật sự hạnh phúc. Em chỉ tạo một vỏ bọc, tạo sự cô độc cho mình. Ai đến gần em vậy em sẽ sụ lông với họ, để cho mọi người có thể là thấy em ừ thằng này nó gì nè, nó không tốt, nó kiểu như nè để ta đừng gần gũi em đúng, đúng không? Rồi đúng Nam rồi. Nhưng cái việc em quyết định em làm vậy lên không ao ngồi và em chia sẻ, anh nhận ra một điều là em không thật sự muốn như vậy. Tại vì nếu em thật sự muốn như vậy em sẽ giữ nó, em giữ cái hình ảnh đó, em giữ cho mình là một người rất là hung dữ, rất là hung hăng để mọi người ghét em luôn. Còn bây giờ em ngồi đây và em chia sẻ và em khóc, có nghĩa là em không hề muốn cái điều đó. Thì tại sao mình phải làm một điều mình không muốn? Vẫn có nhiều người thương em, người hỏi tại sao em lại làm như vậy. Và em không có giải thích gì hết, em chỉ im lặng thôi. Thì cho đến thời điểm hiện tại em mới sẵn sàng để mà em chia sẻ là em như vậy. Và em muốn cho người ta biết là cái gì nó cũng có cái lý do của nó hết. Chứ không phải đương không một người tự nhiên nó lại trở nên như vậy đâu. Thì anh chỉ hy vọng là nếu như em đã chịu chia sẻ nó ra rồi, Nam bây giờ em có thấy thoải mái hơn không? Nó nhẹ nhõm hơn. Trong mấy ngày nay, từ giai đoạn 30 tháng 4 á, cho đến này, tức là em không có đi làm được, em không có chạy show được á, thì kiểu như nó cứ bị stress, càng bị stress thêm. Dịch mà, dạ. Ai cũng stress hết cưng. Dạ.